Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Hôm nay mình tiếp tục mình quay cái vườn của mình nha. Hôm nay mình quay dàn một vườn cho các bạn coi nha. Đây toàn bộ cây phôi lên các bạn ơi. Cây phôi mình khai thác hết nha. Đây. Mấy cây này là toàn cây 1 năm rưỡi hết rồi các bạn. Cây trên 1 năm hết đây. Làm cây được 2 3 nước rồi. Mình đang gỡ dây và mình đang thả rừng nó này các bạn ơi. Mình đều kết cục hết các bạn, cho cốt lùng lực hết nha. Nó đã lên được 4 năm tán hết rồi này. Toàn bộ là kết lùng lực hết. Mình không thích chơi cây tàn các bạn. Mấy cây này là toàn cây trên 1 năm hết, gần 1 năm rưỡi các bạn ơi. Củ bự lắm các bạn. Cái này mình trồng mình còn lấp ở dưới nữa. Chứ mình đun lên là nó to lắm các bạn, cái dàn chân dưới nó xòe ra mà. Cái này mấy gốc này đẹp lắm, đợt trước mình nhiều nhưng mà mấy cây mà nó rút nó đẹp thì mình giao lưu hết rồi các bạn, còn mấy cây này là mình cái cục nó mới lên lại này, gần như là mấy cây này nó xấu ấy. Mình chỉ lấy củ thôi các bạn, mình chỉ nuôi tay cành lại làm cốt lùng lực các bạn. Đấy. Cái này cái củ tròn do chứ các bạn, to gần bằng cái chậu luôn, bự. Cái này đó mình xong xuôi tay cành hết rồi, mình sẽ thay cái chậu nó đồng cái củ lên cho các bạn coi, rất là ok luôn nha. Cái này cốt lùng lực luôn, làm tay cành nó nhuyễn. Mình sẽ rút lại nha, mình cắt cho hết, mình nuôi từ từ mấy cái này nha, tại mình muốn mình làm một cái cây nó lão luôn các bạn, cho nó đẹp nhau à. Toàn bộ là cốt u cục cục đó các bạn ơi. Toàn là cục cục hết, cây nó rút rồi là mình nên là mình giờ chỉ nuôi thôi các bạn. Cứ vào dây rồi mình xả, rồi vào dây mình xả đó, mình lấy một vài coi xong mình cắt cho mình rút hết các bạn ơi, cho cái coi nó lão nha, nhiều lắm các bạn. Dàn lục vườn nhà mình mấy trăm gốc nha, nói chung là cái coi nào được được là mình sẽ thay vô chậu nha, mình đỡ lên nha, còn mình bỏ vào đất là nhiều, mình cứ bỏ trong mấy cái túi bây giờ các bạn. Tại nhiều quá nên là mình cũng không có chú tâm nhiều lắm. Tại lúc lập vườn rồi phải trâu nhiều. Nhiều quá nên là mình cũng không có chăm sóc kỹ được, với lại thời gian rảnh mình không có đâu quá. Rồi. Mấy cái này là nó rút sẵn ở quy thiên nhiên rồi nè các bạn. Giờ mình chỉ giờ mình nuôi lại cái tàn cái đỉnh cho nó ok thôi các bạn ơi. Cái này ở cái chậu hơi nhỏ, cái góc bự cái chậu hơi nhỏ nên là nó phát chậm quá các bạn. Nếu khi nào mình đánh mình sẽ thay mấy cái chậu cho nó nha. Toàn bộ là cây mình cái cục cục lấy cũ không các bạn, mình không có lấy ấy đâu, mình chỉ lấy cái cũ thôi, cái cũ mình nuôi lại nha, cho cây lùng lực thôi chứ mình không có thích cây tầm cao nhau à. Cây này khá là đẹp nè, cái củ dưới bự lắm. Mấy cây này nó chưa có hoàn thiện nên là mình cũng không có cây chậu hay là mình làm gì nó đó bạn, mình đang cứ định hình nó rồi mình xả cho ra nó, mình nuôi cốt nó lớn lên để mình tiết giật nhau à, khá là nhiều luôn. Đây là mấy cây mình đợi ở trước, mấy cây nó tạm tạm nè các bạn. Đợt trước mình cũng giao lưu với mấy anh em nhiều lắm các bạn ơi. Đây là cái cây này là một cái cây rỡ mà hình thú này. Mình còn đang đợi cái đôn của nó luôn này. Mình đang đợi nó nuôi cái tay cành cho nó ok nha các bạn. Cây này cây tầm cao, có cây này cây tầm cao. Nói chung là lọc vườn nhiều lắm,
coi mình làm nó ở trong bì nó ok chút là mình sẽ thay lên chậu mình đỡ ra mình cho nó nắng nhiều nè, còn ngoài mình bỏ quy dụng chuối nhiều lắm các bạn, thế là mình qua mình quay cho các bạn coi. Thật sự là nhiều quá thì cũng chăm sóc không có hết các bạn, mình thì không có thời gian rảnh nhiều, thời gian rảnh rồi đi lấy phôi rồi làm cây nữa. Đây là một cái cây trụ điện nè các bạn, lúc nó thành giờ cái dàn tàn nó ra cũng đỡ đỡ rồi này. Nói chung là coi 1 năm rưỡi thì cũng tạm tạm có cây rồi chơi thôi các bạn, chứ nói đẹp là không bao giờ có cây đẹp nha. Có đẹp thì mấy nó đẹp vui rừng rồi chị thì mình trau chuốt lại nó ok hơn nha, chứ mà mấy cây cốt cái cục còn nó có cây đẹp đâu các bạn. Đây nè, cây này mấy cây sâu, cây này chưa được năm, mình cứ vào dây một lần là mình thả dây ra thả tàn cho nó nuôi nó lớn cái cây cành cho nó nhanh nhau à, mình chỉ lấy 1 2 con thôi không có lấy nhiều đâu, nên là nó cái này mình mới đem ra quỳ nát này nó bị ép với nó không phát triển các bạn. Từ bây giờ mình ra sau mình quay lọc vườn phía sau cho các bạn coi. Nói chung là lọc vườn nhà mình cũng khá là nhiều, nhiều như 2 trâu rồi các bạn. Cái to cái bự cái khủng không có, mà toàn mình cái cục mình lấy cái cũ rồi các bạn đó, còn 3 cái nhỏ nhỏ mình lấy về mình làm cây mini thì mình trồng mình quen đầy đất hết đó các bạn á, mình chỉ lấy cái 1 con lên thôi, mình cứ nhạo mình làm 1 con thôi xong mình đỡ rồi các bạn, mình không có làm gì nhiều đâu. Sau này mấy cái mini này lên nó đẹp đó các bạn, cho cái mini thì sau này nó cái cốt nó lên được 1 2 con rồi nó sẽ ok các bạn. Cái này mình chưa thay cho vô chậu này, mình mới làm cây đợt trước này, mình đang đỡ nuôi nó lớn thêm tầm to hơn 1 cái tay thôi, thì mình sẽ thay chậu cho nó nha, đỡ được được dài sâu nha. Đây mấy cây mấy cũ như này mình cứ cắt ra mình lấy cũ thôi mình nuôi lại, còn 3 cái mini nhiều lớn mà và nó phía trên kia nữa. Mini mình chỉ nuôi mình đỡ thôi, cho trồng mình nó ăn rễ xuống đất rồi nên là mình cũng đỡ thôi các bạn, giờ mình nuôi nó cho nó ăn luôn. Rồi cảm ơn các bạn nha, rất là nhiều nha, nhớ like subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, bạn nào giao lưu thì có liên hệ với mình nha, số điện thoại mình là 0399300019 nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.